đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1.000 subscribe nhé. Lấy danh nghĩa người nhà, tỷ lệ người xem phá 1, gần đây rating của Đài Hồ Nam rất thấp, đây có lẽ sẽ trở thành một bộ phim hiện đại bùng nổ kế tiếp của Đài Hồ Nam sau Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc trong hơn nửa năm nay. Chu Nhất Long đã chốt đóng gió nổi lên từ Lũng Tây, nam chính khác chưa quyết định và hiện đang tiếp xúc với Đặng Luân. Rất nhiều phim tồn kho của Na Chat sẽ bắt đầu chiêu thương, giá phim cô ấy rất cao nhưng các nhà đầu tư sau khi xem diễn xuất của cô ấy để trực tiếp từ bỏ, còn có lãnh đạo chọc cô ấy là độc dược rating, rất nhiều tác phẩm trong tay cô ấy phải đem đi chiếu mạng. Chương trình truyền hình thực tế trải nghiệm kỳ nghỉ mùa đông chủ đề Thế vận hội mùa đông Á Bình và những người bạn, MC là Đặng Á Bình, Quách Tinh Tinh, Lâm Đàn, Lý Tiểu Bằng, khách mời, Ngô Diệp Phàm, Dương Tử, Trịnh Sảng, Tỉnh Bách Nhiên, Trương Thiên Ái, Hứa Ngụy Châu, hai người một tổ, đây là chương trình tống nghệ nhiệm vụ. Lisa sau này sẽ thành lập phòng làm việc cá nhân ở Đại Lục, sau này sẽ hoạt động ở Đại Lục rất nhiều. Từ khi tham gia Show Thanh Xuân Có Bạn 2, cô đã ký hợp đồng hợp tác với Iki, dạo gần đây đã mua rất nhiều bài viết, hot search và marketing nhiều. Thêm nữa là tình hình dịch bệnh quốc tế nên nhiều người có ấn tượng xấu với người nước ngoài, có một số người đã tẩy chay Lisa, ekip sau này sẽ marketing không ít trong nước. Dương Mịch đang muốn buộc chặt cùng Trương Vũ Kỳ, dù sao cô ấy đã lâu không PR tình chị em nên bây giờ muốn thử lại một chút, mà phía Trương Vũ Kỳ cũng thức thời, nhận thấy địa vị của Dương Mịch không tồi, nếu buộc chặt lấy nhau sẽ không thiệt gì, coi như đôi bên cùng có lợi. Phạm Thừa Thừa hiện tại lấy tống nghệ làm chủ, phương diện phim ảnh thì còn hai bộ phim chờ phát sóng, cộng thêm xuất hiện thường xuyên trên chương trình tống nghệ giúp nhiệt độ của cậu không thấp, cũng hút thêm rất nhiều fan hâm mộ. Châu Đông Vũ này rất yên lặng, marketing rất ít, cô được coi là tiểu hoa 90 phát triển vượt bậc trong giới điện ảnh. Trước đây, cát xê cao ngất ngưỡng giá trên trời của cô và diễn viên chính trong phim bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc nhận hối lộ vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến cô. Sau khi dùng quan hệ công chúng dập tắt, ekip vẫn luôn yên lặng làm việc để tránh bị đào ra rồi lên hot search lần nữa làm hủy danh tiếng của mình. Trương Tuyết Ninh muốn lợi dụng chuyện Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác uống chung một cốc nước để giúp mình tẩy trắng, nói cư dân mạng đối với mình quá hà khắc, rất tiêu chuẩn kép, nhưng nói thật Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác là ở trên Show, nơi đồ ăn thức uống đều dùng chung, đã vậy còn hoàn toàn công khai, Trương Tuyết Ninh đi chiêu bài này tẩy trắng không hiệu quả còn tự bôi đen chính mình. Tằng Thiếu Niên, ban đầu xác định là Quan Hiểu Đồng và Trương Nhất Sơn, nhưng hiện tại Trương Nhất Sơn xảy ra chuyện, Quan Hiểu Đồng không quá muốn hợp tác cùng cậu, bây giờ muốn thay người, hiện tại cô đã liên hợp với Tư Bản Kinh Khuyên để đổi Trương Nhất Sơn, mặc dù Trương Nhất Sơn có thể xem là người trong Kinh Khuyên, nhưng Tư Bản sau lưng không cứng bằng Quan Hiểu Đồng. Hiện tại quan hệ của Quan Hiểu Đồng và Trương Nhất Sơn vô cùng căng thẳng, e rằng bộ phim này không thể khai máy sớm. Lâm Ngạn Tuấn gần đây có một số hợp tác nhỏ với Triệu Lộ Tư, Triệu Lộ Tư hiện đang là nghệ sĩ với ai cũng tạo được couple trong ngành, những lưu lượng đã hot có thể đã chướng mắt cô ấy, nhưng những người mới vẫn coi tài nguyên hợp tác với cô ấy như bánh thơm trái ngọt. Sau khi Lâm Ngạn Tuấn hợp tác với Triệu Lộ Tư đã làm một vòng trói buộc tên tuổi, ekip đã mua bài, Lâm Ngạn Tuấn Triệu Lộ Tư nhiều người lấy ảnh hai người làm avatar trên QQ sao, bắt chước cách thức trước đây của Triệu Lộ Tư tạo hiệu ứng bên ngoài fandom để lăng xê cho Lâm Ngạn Tuấn. Thực ra Ngôn Thừa Húc vẫn luôn có bạn gái, gần đây còn bị bạn gái ép cưới nhưng vì có phim mới lên sóng nên đoàn đội phải kiếm cơ kéo dài. Hơn nữa anh ấy còn lấy lý do ảnh hưởng đến tuyên truyền đuổi bạn gái về Đài Loan, còn cử nhân viên công tác chăm sóc cô ấy. Dương Dương được cấp đãi ngộ rất tốt sau bộ phim chính kịch kia, không chỉ phát sóng trên đài truyền hình mà còn đồng thời chiếu trên 3 nền tảng mạng lớn. Hơn nữa, biểu hiện gần đây của anh ấy trong game show cũng rất tốt, sau này anh ấy sẽ có một đợt marketing.
phim mới của Thành Nghị chiếu, các phương án PR cũng chậm rãi theo sau, không chỉ đoàn đội cậu ấy mà công ty cũng coi trọng bộ phim này. Công ty cũng muốn nâng đỡ Thành Nghị trở thành nghệ sĩ trọng điểm bồi dưỡng của công ty, phim mới này là khởi đầu, tài nguyên sau này sẽ ngày một tốt hơn. Triệu Lệ Dĩnh không quá quan tâm đánh giá trên mạng nhưng đoàn đội cô ấy thì chú ý, hiện tại rất quan tâm cô ấy, sợ cô ấy không được thoải mái.